Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với MeTV. Ok, hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục với chuyên mục mua hàng trên mạng nha. Các bạn chắc là hơi gọi là chán ngán với cái chuyên mục chuyên mua hàng trên mạng của mình đúng không? Nhưng mà lần này mua hàng trên mạng của mình sẽ nói mới thì không phải là mới, nhưng mà khá lâu rồi mình đã không mua cái hàng mặt hàng này trên mạng. Thì bình thường các bạn sẽ thấy mình hay mua quần áo rồi mỹ phẩm, nhưng mà lần này mình sẽ mua một món hàng khác, đó là đồ ăn. Các bạn có nhớ một trong những cái clip mua hàng trên mạng đầu tiên của mình á là mua cái lẩu tự sôi đúng không? Lẩu tự sôi của Trung Quốc. Thì có làm một lần một cái clip mình mua về để mình so sánh với lẩu mà mua lẩu tươi mua ở Việt Nam. Thì sau cái clip đó thì cho tới bây giờ mình vẫn chưa mua trên mạng đồ ăn nào cả. Thật ra thì trong cái đợt đó mình mua tới hai cái hộp lẩu lận. Thì cái hộp mà mình thử ăn đó là cái hộp cay rồi. Bây giờ mình nhớ mang máng là mình còn một cái hộp lẩu nấm. Lúc mà mình đang bí cái ý tưởng để làm sao cho cái clip ăn cái hộp lẩu nấm này á có nên quay không, tại vì không biết có cái gì mới lạ ở đó nữa, nên là mình sợ là nó sẽ không vui. Trong một lần mình lướt trên Shopee thì vô tình mình thấy được một cái món hàng mới gần giống như cái đó, nhưng mà nó lại cực mới lạ luôn, là cơm tự sôi. Cơm chứ không phải là lẩu nữa, mà nấu theo cái cách giống như cái nồi lẩu tự sôi đó. Mình thấy kiểu là tìm ra được cái chân lý mới, nên là mua liền. Và bây giờ nó đã đến tay mình rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chiêu đãi cả Gaming House một nồi lẩu tự sôi và một nồi cơm tự sôi nha. Đây, mình chưa khui bao ra nữa. Đây là hộp cơm tự sôi, cơm bò xé. Mình sẽ bắt đầu đem cái hộp này và cái hộp lẩu tự sôi ra nhà bếp để làm thử cho mọi người xem mà ăn luôn. Tại vì hôm nay thì bây giờ cũng là gần 12 giờ thì cái giờ này là cái giờ mà Gaming House rảnh nhất, và cũng là cái giờ mà Gaming House quay quần với nhau nhiều nhất. Thì mình sẽ thử xem. Let's go. Ok, thì bây giờ mình đã có mặt ở phòng đại sảnh của Gaming House. Thì cái chỗ này bây giờ đang là tập trung để chuẩn bị xem phim đêm. Thường là mình sẽ đi ngủ giờ này, nhưng mà hôm nay mình sẽ ở đây. Tại vì lúc này là lúc đông người nhất. Đây, lẩu tự cây, ý gì quên, lẩu tự đen, lộn xộn hả, nít nôi, nít gì, lẩu tự sôi Trùng Khánh. Thì đây là có một cái cơm tự sôi, cũng là cơm tự sôi Trùng Khánh luôn. Thì cái lẩu này, cái lẩu lần trước mình mua là bò nấm, còn bên này là cơm bò xé, siêu bò. Thì mình khui cái này ra luôn rồi. Ủa, hồi xưa mình làm sao mình nhớ không ta? Đồ nướng vô hả? Xin giới thiệu với bạn, giọng nói gì rồi là sếp của mình, là Kero. Ủa, chị cho em đi chị. Ủa, cái này là gì ạ? Mì tôm sống. Mì tôm sống, cái mì tôm mà hồi đi học hay mua nè. Nhà đó là 500 bịch đúng không? Vâng. Cho nè. Lớn gì à đâu. Ăn bá đó bằng một cái nhà tương. Thả em đó chị. Cái này nó có cái này. Sếp của năm các bạn. Ghi một cái ai sếp ai lưới. Có ngày nào mình nhờ. Ở bánh thở à? Mày đừng có ăn nha. Đồ ăn cá chó là tí nữa mà trong cái video clip này. Em phải chữ là con chó. Em không bảo, em không bảo mình ăn xem sự gì đi mà. Nó là cái lẩu thì mình hồi xưa mình làm rồi, giờ mình để làm cơm trước. Đó là gạo luôn hả? Hay sao? Em không biết nữa chị. Em cũng mới lần đầu nè. Đây, y chang như cái hộp lẩu lần trước gì. Ăn cái chó mà đi ra đi ngồi trên cái video đi trời. Đây là cái gì ta? Đây, chắc là cơm đó. Cái này là giống cái bữa hả, nó tự sôi vậy. Đây là cái nồi để nấu nè. Em chưa được hàng vậy em. Đúng rồi. Này nó có cái đá đây. Bà. Cái này là chắc là nêm quá, gia vị quá, nấm. À, cái này chắc gạo nè. Ủa, gạo gì cái này? Cái này. Ủa, bị gì vậy? Gạo gì? Bò xé chị, cái gì là bò? Cái này là bò. Ôi, vậy là nó. Ủa, hồi trước mình nấu á. Hồi xưa mình nấu cái nấu sôi á, mình có gỡ cái bịch ni lông ra. Đó, nước vào là được. Chị bìm cái này trước kìa. Ok. Để chế biến cho mọi người coi. Gạo. Chắc phải đổ cái này vô chứ. Đổ thử ra cái gạt. Đúng rồi, gạo. Trời ơi, gạt bình thường lắm kìa chị. Ê, sao nó sôi được? Ê, sao nó chín được? Ơn nhận xìu sao? Chắc tiếng tàu. Cứ bỏ đi không sao. Tiếng tàu, gõ tung của. Trời chi mở xìu. Không sao đâu, trời sao. Mọi người ơi, ở trên một cái nắp nó có một cái hình con chó. Nó không phải là bản chỉ dẫn đồ ăn cho chó, mà thật sự ra hướng dẫn sử dụng ở đây nè. Công của Kero. Trời ơi. Cho vào thôi, cho hết vào sao là đủ. Xếp của năm. Chổm vô. Ủa, nhưng mà nó không có cho nước vô cái này hả? Có. Ý này có cho nước cái này không? Mà nước đó chắc là nước sập đi ha, tại vì nước này nước cũng tên. Ủa, đâu có cho nước đâu, là cho mấy cái bịch thôi mà. Mình không có nước sao, của nó được sao. Thôi, cái đồ ra nước nó để ở đây thì sẽ hứng nước tới cái bạch này. Bạn nào mua rồi sẽ thấy rồi đó, hứng nước tới cái bạch này nè. Thế nó có cái nước luôn không? Ở
Trả lời. Nó có thơm mà. Nó thúi đúng không? Tại vì mặt nó bị nó thúi á. À! Ê ê ê quá. Nè 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 nó ngay cái đó. Nhiều coi. Cái này nó không có cho vò gạo ha. Không cần vò đâu, vò sẵn trong bình rồi chị ạ. Ok, em nghĩ vậy. Chứ bình thường là gạo này gạo chết hả? Mình nấu gạo chết là gạo gì? Gạo sống là gạo gì? Nó bị nổi lên kìa. Thôi rồi đâu, nó bị nó bị hư á. Không này, tại vì nó không phải là cái gạo mà nấu ở ngoài này nó vẫn chìm nè. Ý là nó không phải là cái gạo nấu ở cái gạo mà bán ở ngoài nên mình cũng không biết được không? Tại sao ăn hôm nay ngày mai mình có chết không? Mình đâu sợ ơi. Mọi người tin nơi Tâm. Đồ Tâm mua chất lượng lắm. Rồi ai ăn em? Mọi người ăn. Ồ. Đang kiên. Kỳ quá. Cho mọi người nghe, hôm nay mình sẽ một tài bóc phốt cho bạn làm bản cân ở trên The Queen. Đây là tuần trước mấy bạn, tuần trước khi mà tôi nói cái câu đó mấy bạn. Gà xé nè. Trời ơi. Ê bò xé. Chị ngửi thử. Trời ơi chắc cay chết luôn mà bò. Bỏ vô luôn hả? Ừ, bỏ vô luôn, nó ghi bỏ vô hết mà. Đâu rồi tao nghĩ bỏ vô hết. 1, 2, 3 bịch bỏ hết. Bỏ hết bò luôn. Cái này nó giống bò thiệt luôn mấy bạn. Giống khô bò mà nó kiểu nó ngâm tương á. Đù. Ừ, ớt kìa. Ui cái này nắm. Này giống được chai luôn. Ừ, này giống mắm nuốt quá. Đây là cái bịch nấm nè bạn, mình bịch nấm hình cô gái Hà Lan. Không, cô gái cầm nấm. Cô gái đi hai nấm. Cô gái nông thôn. Chụp đều đi chị ạ. Không là có gì. Cần chỗ không? Tôi thấy để ở trên nó xong tới lúc mà nó nấu rồi nó cạn thì nó rồi lấy cái bọc cái ra. Là nó đẹp đẹp đúng. Cái bọc nóng ra. Mình đổ hết ba bịch gạo bò với lại nấm vô rồi. Bây giờ không phải là cái này không phải nấm luôn á. Cái đấy nấm không? Cái đấy là kiểu sấy. Không, cái hình có cô gái phù tan, cô gái na thấy nấm đấy, cô thơm. Cô nấm bớt xài. Còn bớt thúi. Ê, cắt cái kia mà. Trời ơi. Chưa cắt luôn á mấy má. Sợ ghê vậy. May của tụi em ngang cả. Đây. Được rồi. Cho luôn không cắt nó bớt thơm. Lửa, hết lửa. Xuống rồi kìa. Ôi một rồi. Ê bây giờ anh có cần đậy vào không chị? Không sợ thì nó không chị. Không, để đi. Để cho nó tí đi. Lửa bỏ hành mà tụi bay đủ thứ ý hết. Tại sao mà nó không thể nóng nhanh như vậy nhỉ? Lát nó bốc khói lên đấy chị. Nghe lùng bùng. Trời đất ơi. Nó khói rồi. Lên rồi cho mình. Được rồi, để đậy nắp để mấy má không mượn luôn á. Không phải ở trên giống củi vậy. Nóng lắm, lát nữa tháo không được bây giờ. Để tí nữa nó tự xèo. Không biết cái đồng lên luôn á. Mày chế quá. Trời. Cái hộp này đẹp hơn nè, cái này đẹp hơn nhỉ. Cái kia nó hơi bị móp. Hello, motherfucker. Nhiều kiểu quá bà ơi bà. Bà nhiều kiểu quá bà. Bà quay mặt nha, đừng quay đít vô mặt tôi nha. Nhìn quay cái đít vô, nó không ăn được. Ủa, nóng quá, nóng quá. Để mặt tôi xong, mờ. Thịt bò, thịt khô bò. Có vẻ được nhìn, có vẻ hăng dẫn đó. Cho em con cái. Ăn không? Chúng mày ăn được á, chúng mày. Anh được ạ? Được. Điên. Nói vậy cũng tin nữa. Nó nhớ kiểu dễ cây á chị. Thịt bò sấy nè. Nó nói vậy cũng tin nữa. Rồi đây là rau củ, mình rau củ nè. Của nồi lẩu. Bỏ vô hết nào. Ủa có nấm này, nấm bự luôn. Trời ơi, này giống lẩu bò quá vậy. Nấm khô. Cái này lẩu bò đúng không? Ừ. Cái này là cái bò đó. Nấm là đồ. Mày giống như là kiểu cái sấy hết luôn. Nó giống cái gì mà đậu hũ mì ở cái đậu hũ ki á. À. Trời ơi. Nó sấy như vậy để nó giữ được lâu hơn đúng không? Bởi vì ăn cái này mà ăn một ngày một tuần mà ăn 7 hũ á là chết luôn. Nguyên sinh sớm. Mấy cái đồ này ăn chơi lâu lâu ăn chơi được thôi nha mọi người. Mấy cái đồ mà chắc bảo quản nhiều như vậy là xỉu luôn. Nói chung là mình review để xem bên trong nó như thế nào. Hay là bột gia vị. Gia vị cũng nhiều. Gia vị màu cam. Sao mà fandom mày tên muối mà mày xà mày nhạt. Nó nhạt cái mức mà tao không thể nào hiểu được luôn á. Nó bây giờ bởi vậy mới cần fandom tên muối để cho nó mặn. Đặt rồi mà còn xàm hơn bình thường nữa là sao? Trời ơi, ra được một bài hát, một câu thơ luôn. Tôi mong là cái lẩu này nó có thể chữa được bệnh xàm. Gia đình này đã xàm quá rồi. Vô. Rồi. Nước vào trên. Ê, cái này chắc không cần đẩy nắp đâu. Trên rồi. Nhìn hấp dẫn. Con mẹ, bên trên còn nước, cho nước cho chị. Hả? Cái bên trên đấy ạ. Dạ, lại mẹ. Lại mẹ. Hết hồn. Quên bộ. Hết. Thiếu. Bánh hiểu. Mệt quá.
nước để và đủ. Thì bây giờ nó đang sôi lên nhẹ nhẹ nhàng nhàng. Baby sôi đi mà. A few moments later. Ok, bây giờ đã 15 phút hơn rồi. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra trước. Cái hộp này nó đang vẫn lên sôi lùng bùng. Khói bốc lên cao của Golina. Thứ trộn lên, trộn lên, trộn lên, trộn lên. Để cho mọi người à. Ê, nó chảy nước hay gì vậy? Không, tại vì hơi á. Nè, hơi, hơi. Mọi người thấy không? Ngon chưa? Thấy không? Nãy trộn lên là đâu có được vậy. Ồ, cơm của mày quá nè. Nhưng mà hơi ít đúng không? Cơm này cơm Trung Quốc. Đồ Trung Quốc cũng có nhiều cái hay lắm á mày. Không phải là đồ nào cũng dởm đâu mày. Tính ra không ai nói đồ Trung Quốc dởm luôn á. Nói trước thì thôi. Trời ơi, nhiều quá nhìn ớt tôi thấy xót tôi quá ha. Ủa không, nhưng mà thấy nó nói cơm ớt vậy thôi chứ trộn dưới lên nó cũng dày nè. Là thấy hấp dẫn rồi. Chịu đi. Tôi ăn một miếng trước nè. Đúng màu. Đúng màu. Tôi ăn thử một miếng bò trước. Bò là bò nhiều khi không mà có. Ừ. Giúp thịt gà bãi mọi người. Nó bị đợi lại quá. Có khi gà nó thích cách nó thích bò. Ăn thêm một miếng cơm. Con nắm. À mọi người. Con thương em nè. Cơm ngon. Wow. Cơm ngon. Thật để bình thường mà cơm mà ăn với cái nắm nắm nó ngon. Cơm mềm. Cơm mềm mà có sợi cơm nó cũng không có phải là đúng lẽ nữa. Ngon vậy? Con là phải chịu á. Trời ơi nhìn có vẻ cay. Không cay, không cay lắm, nhưng cay em ăn được. Đừng ăn cái ớt được. Một cái đó. Ngày mai chúng ta có cái nấm ngon quá. Ừ, cái nấm ngon. Cái này nấu. Nấu dễ ăn người, dễ ăn người. Sôi, sụp sụp, sụp sụp. Là bị nàng em đợi rồi. Wow. Nồi lẩu đây nè mọi người. Ông wow. Wow. Mà giật bắp tới tay. Trộn lên. Có miếng ở trong này nữa nè mọi người ơi. Ừ. Một bữa cơm nhẹ nhàng. À, tổng là bao nhiêu em? À, em coi lại cái giá gốc của cả hai hộp này đều là 160 mọi người. Giá gốc đều là 160 một hộp hết, nhưng mà chưa tính tiền ship nha. Tùy những chỗ mình mua hộp này thì nó ship tới 40 mấy ngàn lận. Wow. Còn mua hộp này nó chỉ ship cỡ 20 mấy ngàn thôi, nên là cái này thì cỡ mình mua cả tiền ship thì cỡ 180 mấy, còn này là 206 ngàn. Nhưng mà giá gốc của mỗi hộp thì chỉ 160 thôi nha mọi người. Mình mua ở trên Shopee á, mọi người có thể lên Shopee đặt thử. Mình chỉ cần search là lẩu tự sôi Trùng Khánh hoặc là cơm tự sôi Trùng Khánh là ra. Rồi nấm ngon quá, nấm ăn như nấm thiệt mọi người. Cuối cùng tôi cũng đây nếm được cái mùi vị của lẩu. Lẩu đúng mình đầu tiên, lần trước cái đợt ở Huệ nó cũng cay, ăn không được. Là siêu cay. Ừ. Thì mình chắc rồi đó nha. Hai cái vị này là cái vị cơm gà bò xé với lại lẩu bò nấm của lẩu tự sôi và cơm tự sôi Trùng Khánh rất là ngon. Các bạn có thể lên Shopee đặt 160 một hộp. Bây giờ tụi mình ăn tiếp đây. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này nhé. Like và subscribe cho MTV nha. Sayonara. Bye. Giờ ăn không cần giữ hình tượng nữa rồi mọi người.